Ok, chào tất cả anh em. Hôm nay mình hướng dẫn anh em nhận 300 token TX tương giá trị là 300 đô tất cả anh em. Thì đầu tiên anh em nhập bằng cái mail, nó gửi cho anh em một cái mail, anh em xác nhận mật khẩu. Trong đó có 12 ký tự, anh em nhớ luôn 12 ký tự rồi nghe tất cả anh em. Đặng đừng cho mất ví nha tất cả anh em. Thì mình đăng nhập nha. Nhìn mật khẩu anh chị. Các bạn chờ mình đăng nhập chút xíu các bạn. Cái này rất ngon. Nhập không lâu nữa ta. Nên cho chúng mày. Rồi, sau khi anh em nhờ chủ diện nó có gì nè. Email. Ủa, đâu? Sao nãy mình có mình nhận được 431 đô này tất cả anh em. Rồi cái này thì không biết cái gì này, buôn bán gì, cái này giờ chơi dạng như môn thể thao quá anh em, thì như chơi đá banh, cá cược đá banh. Thì trước tiên mình hướng dẫn anh em nhận 430 mấy ngàn đi, rồi video sau mình sẽ cập nhật thêm con quét này cho tất cả anh em nha. Vậy ok, chào tạm biệt. Tối rồi mình cũng hồi nãy mình cũng hướng dẫn anh em đăng ký nhưng mà cái máy mình nó bị khả dụng. Thì chào tạm biệt tất cả anh em nhớ lại xem không anh nghe. Chào tạm biệt tất cả anh em.